Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi về buôn người. Thái Lan xác nhận bắt giữ Ewin Badap theo yêu cầu của Việt Nam. Nga đề nghị giúp Việt Nam phát triển năng lượng hạt nhân. Tòa hình sự quốc tế ra trát bắt hai tướng lĩnh của Nga. Cư dân Gaza chống chọi với cảnh nghèo đói cùng cực. Trung Quốc mưa lũ kỷ lục gây thiệt hại nhiều nơi. Triều Tiên gửi thêm bong bóng rác qua Hàn Quốc. Seoul dọa mở lại loa tuyên truyền. Vụ cháy nhà máy pin ở Hàn Quốc cho thấy các rủi ro đối với lao động nhập cư. Giới trẻ ở Little Sài Gòn khám phá âm nhạc Việt truyền thống. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24 tháng 6 công bố phúc trình buôn người 2024. Trong đó, Việt Nam bị xếp hạng cấp độ 2, không còn nằm trong danh sách bị theo dõi nữa. Dù vậy, Washington vẫn còn quan ngại về việc Hà Nội chưa điều tra các quan chức chính quyền đồng lõa với tội phạm buôn người. Chính phủ Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu về xóa bỏ nạn buôn người, nhưng đang có những nỗ lực đáng kể để thực hiện điều đó, báo cáo nói, và liệt kê các hạn chế trong hoạt động chống buôn người của Việt Nam, bao gồm chính phủ không báo cáo một cách chủ động hoặc sàng lọc đều đặn, xác định hoặc cung cấp các dịch vụ chuyên biệt cho nạn nhân bị buôn bán, phải lao động hoặc bán dâm trong số những người hồi hương. Chính phủ không báo cáo bất kỳ cuộc điều tra, truy tố hoặc kết án nào đối với các nhân viên chính quyền đồng lõa với tội phạm buôn người. Trong báo cáo, Mỹ nhận thấy có sự gia tăng những nỗ lực tổng thể đối với việc phòng chống nạn buôn người tại Việt Nam, bao gồm việc đệ trình luật chống buôn người lên cơ quan lập pháp để xem xét, tăng cường truy tố và hỗ trợ nhiều nạn nhân hơn. Năm 2022, Mỹ xếp Việt Nam vào bậc thấp nhất là cấp 3. Năm ngoái, Việt Nam vào danh sách cấp độ 2. Và với báo cáo mới nhất, đây là năm thứ hai liên tiếp thứ hạng của Việt Nam được cải thiện và hiện đã thoát khỏi danh sách đen về buôn bán người tồi tệ nhất ở châu Á. Tuần trước, tổ chức nhân quyền mang tên Dự án 88 cáo buộc rằng Việt Nam che giấu thông tin với phía Mỹ để vẽ ra những nỗ lực giải quyết nạn buôn người hầu được nâng hạng trong phúc trình của Mỹ, theo Reuters. Đại sứ lưu động của Hoa Kỳ về nạn buôn người Cindy Dyer cho biết các quan chức đã xem xét nhiều thông tin, bao gồm cả từ các nhóm xã hội dân sự, khi quyết định nâng cấp thứ hạng của Việt Nam. Đáp câu hỏi liệu các mối quan tâm chiến lược của Hà Nội và Washington sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái có đóng vai trò gì trong quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách bị theo dõi về buôn người hay không, bà Dyer đáp rằng các quan chức Mỹ đưa ra các đánh giá khách quan nhất có thể, vẫn theo Reuters. And we do our very best to look at the whole picture and give the most objective assessment that we can. Các quan chức Thái Lan cho VOA biết ông Ewin Badap, một nhà hoạt động vì quyền của người thượng, đã bị bắt ở Thái Lan vào một thời điểm trước đây trong tháng này, theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam, và một tòa án ở Thái sẽ đưa ông ra xét xử vào ngày 15 tháng 7. Tòa án Thái Lan ban hành lệnh bắt giữ ông Badap theo yêu cầu dẫn độ của chính quyền Việt Nam, dựa trên phán quyết của tòa án Việt Nam rằng ông phạm tội khủng bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikon Day Balankura nói với VOA. Thiếu tướng Cameron Hassery, cố vấn cho Phó Giám đốc Cảnh sát Thái Lan cho VOA biết, các tòa án hình sự đã lên lịch xét xử dẫn độ ông Badap vào ngày 15 tháng 7. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để ghi nhận phản hồi nhưng chưa được trả lời. Ông Ewin Badap, 32 tuổi, đồng sáng lập viên của nhóm Người Thượng Vì Công Lý, sang Thái Lan tị nạn từ năm 2018 sau các hoạt động cổ võ cho nhân quyền và tự do tôn giáo của Người Thượng ở Tây Nguyên. Giới hoạt động cho hay, cảnh sát Thái bắt ông tại Bangkok hôm 11 tháng 6 với cáo buộc phạm tội nhập cư bất hợp pháp. Những người ủng hộ nhân quyền kêu gọi Thái Lan chớ cưỡng ép ông hồi hương vì sự an toàn của ông. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Thái Lan bắt giữ ông Ewin Badap, đồng thời kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức và không dẫn độ về Việt Nam. Phát ngôn nhân chính phủ Thái Lan Chai Wacharon nói với VOA rằng Thái Lan sẽ xem xét tất cả các yếu tố và quan ngại liên quan, bao gồm cả sự an toàn của người bị cáo buộc phạm tội. Tòa án sẽ quyết định liệu có các hành vi phạm tội như bị cáo buộc hay không và yêu cầu dẫn độ có được chấp nhận hay không. Nga đề nghị giúp Việt Nam phát triển các nhà máy điện hạt nhân trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Vladimir Putin, theo người đứng đầu tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom. Ông Alexei Likachev, Tổng Giám đốc Rosatom, tiết lộ tin này trong phát biểu được hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti công bố hôm 24 tháng 6. Là thành viên trong đoàn tháp tùng Tổng thống Putin trong chuyến thăm Việt Nam tuần trước, ông Likachev cho biết chính ông đã đưa ra đề nghị vừa kể với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.
Bình luận của ông Likachev được đưa ra khi hai nước ký bản ghi nhớ về lộ trình thực hiện dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ Hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom, và thảo luận về các lựa chọn cho các lò phản ứng mô đun nhỏ ở Việt Nam. Việt Nam không có nhà máy điện hạt nhân và đã hủy bỏ kế hoạch xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2016 sau thảm họa Fukushima ở Nhật và do hạn chế về ngân sách. Nga đang tìm cách xây dựng quan hệ thương mại quốc phòng với Việt Nam, bao gồm các dự án liên quan trực tiếp tới lĩnh vực năng lượng và khí đốt, trong lúc ông Putin hướng sang châu Á sau khi Nga hứng chịu một loạt lệnh trừng phạt quốc tế vì xâm lược Ukraine. Việt Nga đã ký 11 văn kiện hợp tác, trong đó nổi bật là những hợp tác về năng lượng sau cuộc hội đàm của ông Putin với Chủ tịch nước Tô Lâm hôm 20 tháng 6. Theo báo chính phủ, tại buổi tiếp ông Likachev hôm 19 tháng 6, ông Chính cho biết Việt Nam chưa có chủ trương quay lại phát triển điện hạt nhân, nhưng sẽ tiếp tục nghiên cứu xem xét năng lượng hạt nhân như một giải pháp trong cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Tiền Giang nổi tiếng với món hủ tiếu Mỹ Tho. Đây là một loại hủ tiếu được chế biến từ gạo ngâm ủ xay thành bột, rồi được tráng ra bánh mang phơi nắng để sợi bánh dẻo không bị chua, sau đó chuyển sang cắt bánh thành phẩm cho buôn bán thương mại. Người làm cái mỗi kiểu khác nhau, nhưng mà hủ tiếu thì nó từ gạo thôi, với bột thôi. Nhưng mà ăn thua do cái người mình bằng làm, giống như mình nấu đồ, thí dụ mình làm nghề mà, không nghề của ai nấy biết. Đây là nghề có từ lâu đời ở xứ Mỹ Tho này. Cụ bà Lê Ngọc Anh hiện đã ngoài 80 kể. Hơi lên á, lên khô rồi lấy xuống, đi cắt cái đem bỏ cho là chỗ này chỗ kia. Nó ngon, nó không có chua, bị nó phơi nặng nắng đó, với nó rút sạch. Chứ nếu mà nó rút không sạch chứ phơi không nặng nắng thì cũng hủ tiếu nó cũng hơi chua. Nguyên liệu gạo được cho là lựa chọn thích hợp cho nghề tráng bánh hủ tiếu là giống gạo gò cát ở địa phương. Bánh sau khi tráng phơi nắng tự nhiên cũng được cho là ngon hơn so với mang sấy, và chuyện lời lỗ là nỗi niềm của nghề này ở hiện tại. Bây giờ điện đài bất cứ cái gì cũng nhiều tiền hơn hồi xưa hết trơn. Đồ lên giá mà mình vẫn không có lên cái hủ tiếu của mình. Hỏi em giờ có mười mấy ngàn một ký thôi. Mà gạo đã mười mấy ngàn. Tại vì bây giờ mình làm cũng quen nghề rồi. Mà bây giờ em hỏi em chứ đi ra thì mình biết rằng là mình cũng kiếm một chuyện khác mà. Nhưng mà mình cũng quen nghề rồi chứ cũng gắn kết. Chứ thật sự ra là rất là nản, chỉ buồn lắm. Những quán ăn với món hủ tiếu Mỹ Tho đặc sản quê nhà là thị trường chính của nghề truyền thống này ở Tiền Giang. Nói chung là ở đây là nói chung gia công ở nhà làm hết. Hủ tiếu thường thường ở nhà cái gì mình cũng tự làm hết thì nó sẽ ngon hơn con mua đồ ngoài chợ. Với nước lèo thì phải hầm từ xương cho nên là nó đậm đà hơn. Hủ tiếu là món ăn bình dân ở Mỹ Tho, cách chế biến ở món này cũng là ngón nghề mang tính gia truyền. Giá cả một tô hủ tiếu như vậy tùy vào phần tôm, thịt mà dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng. Tòa án hình sự quốc tế ICC ngày 25 tháng 6 ban hành chát bắt tướng hàng đầu của Nga Valery Gerasimov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu với cáo buộc phạm tội trong quá trình Nga xâm lược Ukraine. Tòa án cho biết các thẩm phán nhận thấy có cơ sở hợp lý để tin rằng hai nghi phạm phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công phi đạn do lực lượng vũ trang Nga thực hiện nhắm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine từ ít nhất ngày 10 tháng 10 năm 2022 cho đến ít nhất ngày 9 tháng 3 năm 2023. Các quan chức Nga bị nghi ngờ đã phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại vì chỉ đạo các cuộc tấn công vào thường dân và các cơ sở dân sự ở Ukraine. Nga, giống như Ukraine, không phải là thành viên của ICC, đã nhiều lần nói rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự.
Cũng liên quan tới Ukraine, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cùng ngày 25 tháng 6 tuyên bố mọi kế hoạch chấm dứt chiến tranh với Nga đều phải dựa trên luật pháp quốc tế và hòa bình phải công bằng. Bình luận về kế hoạch hòa bình cho Ukraine do hai cố vấn chủ chốt của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày, ông Podolyak nói với Reuters rằng cuộc chiến không thể kết thúc nếu không quy trách nhiệm cho Nga. Reuters ngày 25 tháng 6 đưa tin rằng hai cố vấn này đã trình bày với ông Trump một kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nếu ông thắng cử tổng thống vào tháng 11 tới đây, trong đó có việc nói với Ukraine rằng họ sẽ chỉ nhận thêm vũ khí của Mỹ nếu tham gia đàm phán hòa bình. Ông Podolyak nói, dừng cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ 28 ở tiền tuyến, hiện tại sẽ là điều kỳ lạ vì Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và đã ở trên lãnh thổ Ukraine. Ông Podolyak cũng nhắc lại lập trường của Ukraine, nhấn mạnh các điều kiện ngừng bắn mà Tổng thống Nga Vladimir Putin loan báo là vô lý. Ông Putin tuyên bố, Nga sẽ chỉ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nếu Kiev đồng ý bàn giao toàn bộ 4 khu vực ở phía đông và phía nam mà Moscow tuyên bố chủ quyền. Chúng tôi thấy kế hoạch của ông Putin hoàn toàn lỗi bịch. Đông đảo cư dân tập trung bên ngoài một nhà kho từ thiện ở thành phố Khan Yunis, phía nam Gaza, để nhận bữa ăn trong bối cảnh tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ trên khắp Gaza. Phụ nữ, đàn ông và trẻ em mang nồi ra đựng thức ăn. Một số người cho biết bây giờ họ có được chút đỉnh thức ăn chỉ bằng cách đi xin đồ ăn từ thiện. Điều kiện kinh tế rất rất khó khăn và chúng tôi đang phải chịu cảnh nghèo đói cùng cực. Khoảng 80% dân số ở Gaza, gồm 2,3 triệu người Palestine, đã rời bỏ nhà cửa kể từ khi bắt đầu cuộc chiến kéo dài 8 tháng. Trong đó, nhiều người phải di rời nhiều lần. Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở Gaza đã giết chết hơn 37.000 người. Bộ này không phân biệt giữa các chiến binh và dân thường. Người Palestine đang phải đối mặt với nạn đói lan rộng vì chiến tranh đã cắt đứt phần lớn nguồn cung cấp thực phẩm, thuốc men và các vật tư khác. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 1 triệu người ở Gaza có thể phải chịu nạn đói ở mức độ cao nhất vào giữa tháng 7. Israel phát động chiến tranh sau cuộc tấn công đẫm máu của Hamas vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023, giết chết khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường, và bắt cóc khoảng 250 người. Chiến tranh đã phá hủy hàng chục ngàn nhà cửa, khiến nhiều người phải sống trong lều trại hoặc trường học. Mưa lớn gây thiệt hại và lũ lụt ở một số vùng của Trung Quốc hôm 24 tháng 6, theo tường thuật của truyền hình nhà nước CCTV hôm 25 tháng 6. Đường ống nước và đường xá bị hư hại tại một ngôi làng ở tỉnh Hồ Nam, phía nam Trung Quốc. Từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng ngày 24 tháng 6, cơ quan khí tượng cho biết đo được lượng mưa 65,1mm ở Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, một kỷ lục mới tính theo từng giờ của thành phố này trong tháng 6. CCTV chiếu cảnh các đội cứu hộ khẩn cấp đưa trẻ em ra khỏi trường mẫu giáo bị ngập lụt bằng thuyền cao su và gõ cửa từng khu dân cư bị ngập lụt để đảm bảo người dân được an toàn. Ở tỉnh Hắc Long Giang phía đông bắc, mưa lớn làm ngập bờ kè của một nhà máy nước. Vũ lượng trong tháng này đã khiến nhiều người bất ngờ. Trung Quốc thường bước vào mùa mưa cao điểm vào cuối tháng 7. Thời tiết khắc nghiệt đã khiến các cơn bão trở nên dữ dội và khó lường hơn. Các siêu đô thị đông dân và xây dựng dày đặc với hệ thống thoát nước kém bị lũ lụt chìm ngập bất ngờ. Ở các vùng nông thôn, lở đất là nguyên nhân chính gây tử vong. Hàn Quốc hôm 25 tháng 6 đe dọa sẽ khởi động lại các chương trình phát sóng tuyên truyền chống Bình Nhưỡng ở tiền tuyến trong chiến dịch mới nhất kiểu chiến tranh lạnh giữa hai đối thủ sau khi Triều Tiên tái tục các vụ phóng khinh khí cầu, trở rác sang Hàn Quốc. Vào tối thứ Hai, Triều Tiên đã thả những quả bóng bay khổng lồ mang túi nhựa đựng rác qua biên giới trong chiến dịch thứ 5 như vậy kể từ cuối tháng 5. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gọi hoạt động khinh khí cầu của Triều Tiên là sự khiêu khích hèn hạ và phi lý. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã thả khoảng 350 quả bóng bay trong chiến dịch mới nhất của mình và khoảng 100 quả trong số đó cuối cùng đã hạ cánh xuống đất Hàn Quốc, chủ yếu ở Seoul và các khu vực lân cận. Seoul cách biên giới khoảng 40 đến 50 km. Quân đội cho biết rác do khinh khí cầu Triều Tiên mang theo chủ yếu là giấy tờ và không tìm thấy vật phẩm nguy hiểm nào. Người phát ngôn của Tham mưu trưởng Liên quân Lee Sung-jun nói với các phóng viên rằng
quân đội Hàn Quốc sẵn sàng bật lại loa phóng thanh biên giới. Một tuyên bố bằng văn bản của Tham mưu trưởng Liên quân cho biết, các quan chức sẽ xem xét các tình huống hoạt động chiến lược và việc nối lại các chương trình phát sóng sẽ phụ thuộc vào cách Triều Tiên hành động. Phóng khinh khí cầu và phát loa là những chiến dịch tâm lý mà hai miền Triều Tiên thực hiện trong chiến tranh lạnh. Hai đối thủ đã đồng ý tạm dừng các hoạt động như vậy trong những năm gần đây, nhưng thỉnh thoảng vẫn tái tục khi xung đột bùng phát trở lại. Đoạn phim giám sát cho thấy khoảnh khắc một vụ hỏa hoạn chết người bùng phát tại một nhà máy sản xuất pin của Hàn Quốc khiến 23 công nhân thiệt mạng hôm 24 tháng 6. Đoạn video cho thấy khói bốc ra từ một đống pin lithium. Và trong một nhà máy có khoảng 35.000 pin, ngọn lửa nhanh chóng phát tán và gây ra các vụ nổ. Nhà máy nằm ở Hwasong, một cụm công nghiệp phía tây nam thủ đô Seoul. Lính cứu hỏa cùng chó nghiệp vụ đã lục soát phần còn lại hôm 25 tháng 6 và tìm thấy thi thể của người mất tích cuối cùng, nâng số người chết lên thành 23. Cha của một nạn nhân trong lúc tìm kiếm thi thể của con gái người Trung Quốc cho hay con ông đã nhiều lần nói những cục pin này rất nguy hiểm. Hầu hết, các nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính, nhưng ít nhất có 17 người là công dân Trung Quốc và một người Lào. Các chuyên gia cho biết, người lao động nước ngoài ở Hàn Quốc phải đối mặt với nguy cơ bị thương và tử vong cao hơn nhiều. Và họ đảm nhận những công việc nguy hiểm mà nhiều người trẻ Hàn Quốc xa lánh. Ngày 25 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh kêu gọi Hàn Quốc xác định nguyên nhân vụ cháy càng nhanh càng tốt. Giám đốc điều hành của hãng sản xuất pin Aircel đã xin lỗi về vụ việc, nhưng cho biết công ty đã tuân thủ các quy định an toàn. Công ty sẽ cố gắng hết sức để giải quyết tình huống này và sẽ chịu trách nhiệm. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chân thành hợp tác với cuộc điều tra của các cơ quan hữu trách và sẽ cố gắng hết sức để tìm ra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn và ngăn chặn tái diễn. Cơ quan pháp y quốc gia, cảnh sát và sở cứu hỏa đang tiến hành một cuộc điều tra chung về vụ việc. Trong bối cảnh lấy từ thời hoàng kim của miền Nam Việt Nam, trong khung cảnh cổ điển của đài phát thanh trình bày các ca khúc theo yêu cầu của thính giả gọi vào, các bài hát và điệu nhảy truyền thống được trình diễn theo phong cách hiện đại, tiếng đàn tranh, đàn bầu, phối hợp với tiếng đàn điện tử. Tất cả hòa quyện vào nhau như chuỗi thời gian không ngừng phát triển của âm nhạc Việt Nam. Tại buổi trình diễn của đoàn Văn nghệ Lạc Hồng hôm 22 tháng 6 ở Little Sài Gòn, miền Nam tiểu bang California. Đây là buổi trình diễn âm nhạc truyền thống với chủ đề With Love, kỷ niệm 35 năm thành lập đoàn Văn nghệ Lạc Hồng. Hoàn toàn được dàn dựng qua lời kể, cách biểu diễn, trình bày và sáng tạo của thế hệ người Mỹ gốc Việt tiếp nối. Tình yêu là một ngôn ngữ toàn cầu và tôi muốn thể hiện thông điệp này tối nay. Tôi cố gắng trình bày những điều mà cả hai thế hệ trẻ và lớn tuổi đều cảm nhận được qua dụng cụ của âm nhạc, qua cách kể chuyện và tôi cảm thấy đây là cách diễn đạt tốt nhất. Tôi đạo diễn từ đầu tới cuối, từ chọn bài hát, vũ điệu, chọn nhạc, chọn chủ đề và tất cả chúng tôi làm chung với nhau. Tôi không thể nào làm được nếu không có sự ủng hộ của cộng đồng, bạn bè và các giáo sư. Tôi thật sự rất cảm kích. Theo Kayla, đây là lần đầu tiên các bạn trẻ tạo ra chương trình ca nhạc về nghệ thuật Việt cổ điển qua những lời kể bằng tiếng Mỹ với khái niệm cộng đồng, bản sắc, phát triển và tình yêu trong cùng một lúc. Đây là một cách rất sáng tạo để phối hợp nhạc hiện đại, cuộc sống hiện đại với âm nhạc truyền thống. Vì âm nhạc truyền thống không được ưa chuộng rộng rãi bởi thế hệ trẻ Gen Z như là bạn bè của tôi. Cho nên tôi nghĩ đây là một cách hay để đan hai cái mới và cũ lại với nhau, tạo ra cái mới để phát huy âm nhạc truyền thống. Rất hòa quyện khi đưa khán giả lại với nhau, cố gắng tìm cách để mọi người đều có thể cảm nhận và thấy gần gũi với buổi trình diễn. Các thế hệ người Việt lớn tuổi lấy làm sung sướng và hãnh diện khi tham dự buổi văn nghệ đặc biệt này. Chúng tôi rất là sung sướng, rất là được may mắn đến tham dự chương trình hôm nay. Thật là một điều rất là hạnh phúc cho chúng tôi được nhìn lại những hình ảnh của các em hát những bài dân ca Việt Nam,
để duy trì văn hóa Việt Nam, bảo tồn văn hóa Việt Nam. Các em trẻ có rất nhiều ý kiến rất là hay, những bản nhạc rất là hay, những điệu múa rất là hay. Chúng tôi rất hãnh diện về thế hệ trẻ của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Hôm nay là một cái cột mốc quan trọng, là chúng tôi sẽ không có làm giám đốc nghệ thuật cho cái chương trình này, mà một người học trò tôi, tức là cô Kela, cô sẽ đứng ra, cô sẽ lãnh đạo tất cả các học sinh của tôi để hợp tác cùng một số các đoàn thể văn hóa ở đây để tổ chức cái show này. Mục đích là để cho giới trẻ, chính các học trò tôi design cái tên With Love, tức là với tình yêu thương. Thì mới đầu tôi tưởng là các cháu nói về tình yêu thương của trai gái, nhưng không phải. Tình yêu thương này là tình yêu thương của cha mẹ, con cái, trai gái, kể cả trai gái, nhưng mà đối với cộng đồng và đối với những cái người, cái bậc tiền bối về quá khứ và hiện tại. Đoàn Văn nghệ Lạc Hồng được thành lập năm 1988 bởi hai giáo sư Nguyễn Châu và Nguyễn Mai tại Lido, Sài Gòn, Nam California. Lạc Hồng có ban hợp xướng, ban nhạc tài tử, múa vũ và ban nhạc thanh thiếu niên đã trình diễn phục vụ cộng đồng người Việt tại Mỹ trong nhiều năm qua. Một nông trại hoa oải hương ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này. Hàng nghìn gốc hoa đồng loạt bung nở tạo ra một cảnh sắc tuyệt mỹ với màu tím biếc và hương thơm nồng nàn phảng phất khắp không gian. Trong dịp cuối tuần, những nông trại oải hương như thế này không lúc nào vắng bóng các du khách và cư dân trong vùng tới thưởng lãm, thư giãn trong bầu không khí thoáng đãng, tràn ngập mùi oải hương, cũng như đem về nhà một vài bó hoa để tạo thêm sự sinh động cho căn nhà của mình. Đây là lần đầu tiên tôi được tới với mùa oải hương ở khu vực thủ đô Washington DC này. Thật là đẹp quá. Hơn thế thì những vùng nông trại ở đây rất yên bình. Ngày cuối tuần ra đây ngắm hoa và tận hưởng không gian đầy màu sắc này quả là rất ấn tượng. Năm nào chúng tôi cũng tới những nông trại như thế này để có được nhiều bức hình đẹp và tận hưởng cảnh sắc của loài hoa rất thơm và hấp dẫn này. Bên cạnh việc ngắm và hái cho mình một vài nhành hoa tươi đem về, thì khách tham quan cũng thường dành thời gian khám phá rất nhiều sản phẩm khác nhau được làm từ hoa oải hương, mà phổ biến nhất là các loại sữa tắm, tinh dầu, nến thơm mang hương sắc đặc trưng của loài hoa này. Hầu hết những sản phẩm này đều được các nông trại sản xuất theo phương pháp thủ công tại chỗ, khó có thể tìm mua được ở những nơi khác. Từ giữa tháng 6 cho tới giữa tháng 7 hàng năm cũng là thời điểm bận rộn nhất của những nông trại oải hương ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Vào dịp tháng 6 hàng năm, khi mùa hoa oải hương bắt đầu, thì cũng là thời điểm mà các gia đình thích tham gia vào các hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần. Trung bình mỗi ngày trong dịp này, nông trại của tôi đón tiếp khoảng vài trăm khách ghé thăm. Dù chỉ là một nông trại nhỏ, nhưng sức hút của loài hoa rất thơm này đã thu hút mọi người đến với chúng tôi. Sự nhộn nhịp dịp mùa hoa không những tạo ra thu nhập, mà còn đem đến không khí vui tươi, rộn ràng trong cuộc sống thường nhật của chúng tôi. Với rất nhiều nông trại oải hương ở khu vực ngoại ô, nếu có dịp lái xe dọc theo những tuyến đường ngoại ô thủ đô Washington DC, du khách và cư dân địa phương sẽ có dịp chứng kiến những cánh đồng oải hương dài bất tận với hương thơm ngào ngạt. Tham quan những nông trại như thế này đã trở thành thói quen và thú vui thư giãn tinh thần của không ít cư dân trong vùng, đặc biệt là vào chiều cuối tuần khi nắng dịu và màu tím của oải hương đã nổi bật trong ánh hoàng hôn. Người Mỹ phải đợi đến ngày 27 tháng 6 để biết liệu bản án hình sự được tuyên cho ông Donald Trump có được đối thủ tái tranh cử của ông là Tổng thống Joe Biden sử dụng làm đòn tấn công trong cuộc tranh luận này hay không. Nhưng đó không chỉ là gọi Donald Trump là một tên tội phạm bị kết án, mà còn về hành vi, về tính cách của ông ta. Hãy nhớ rằng, ông ta thực sự đã nộp đơn xin phá sản 6 lần. Điều đó có nghĩa là ông ta không chỉ là một doanh nhân tồi. Điều đó có nghĩa ông ta đã lừa đảo tất cả những người dân thấp cổ bé họng thực sự dựa vào ông ta để kiếm sống. Ông Trump phủ nhận những cáo buộc đó và cũng tuyên bố sẽ kháng cáo bản án mà ông bị tuyên có tội. Trong khi ông Biden đang kín đáo chuẩn bị cho cuộc tranh luận tổng thống sắp tới, thì ông Trump đã đi vận động tranh cử vào cuối tuần qua. Ông đã xuất hiện ở Washington và Philadelphia.
Ông không giấu giếm sự háo hức muốn tranh luận của mình và thỉnh thoảng hỏi ý kiến của những người ủng hộ ông về cách ông nên cư xử như thế nào khi đối đầu với ông Biden. Liệu tôi có nên cứng rắn, xấu tính và nói rằng ông ta là tổng thống tệ nhất trong lịch sử? Hay tôi nên tử tế và bình tĩnh để ông ta nói? Tôi nghĩ là 50-50. Hãy cứng rắn. Ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa cũng đã sử dụng cuộc tập hợp hôm 22 tháng 6 để nhắc nhở cử tri về lập trường của ông đối với những người nhập cư không có giấy tờ. Và vào ngày đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Gần đây, ông Biden đã ban hành lệnh hạn chế xin tị nạn tại biên giới phía Nam. Nhưng tuần trước, ông cũng tiết lộ về kế hoạch hành động sẽ mở ra con đường trở thành công dân đối với những người phối ngẫu không có giấy tờ của công dân Hoa Kỳ. Trong lần xuất hiện trên NBC, đồng chủ tịch chiến dịch tái tranh cử toàn quốc của ông Biden đã đổ lỗi cho ông Trump và Đảng Cộng Hòa về tình trạng hiện tại. Biên giới đang gặp rắc rối, và điều này đã xảy ra trong 20 hoặc 30 năm qua ở đất nước này. Joe Biden ngay ngày đầu tiên đã gửi đề xuất cải cách nhập cư toàn diện tới Quốc hội. Họ chẳng làm gì với đề xuất đó cả. Ngoài vấn đề nhập cư, dự kiến là ông Biden và ông Trump sẽ được hỏi về một số vấn đề gai góc khác trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên sẽ được CNN tổ chức vào ngày 27 tháng 6. Các cử tri lo ngại về quyền phá thai đã đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại chiến thắng cho Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Giờ đây, 2 năm sau khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ bãi bỏ quyền phá thai theo hiến pháp, Đảng Dân Chủ cho rằng quyền sinh sản đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử năm 2024. Chúng ta phải đối mặt với sự thật phũ phàng rằng, thật đáng buồn, phụ nữ có ít quyền tự do hơn so với cách đây vài năm. Mới đây, Đảng Dân Chủ đã đưa đạo luật về quyền tránh thai ra biểu quyết tại Thượng viện Hoa Kỳ, lập luận rằng việc tiếp cận các biện pháp kiểm soát sinh sản trên toàn quốc đang bị Đảng Cộng Hòa đe dọa. Nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa sẽ nói rằng chúng tôi đang làm quá lên và không có mối đe dọa thực sự nào đối với việc kiểm soát sinh sản. Họ cũng nói rằng chúng tôi đã phản ứng thái quá khi nói rằng Đảng Cộng Hòa sẽ lật lại Roe v. Wade. Họ nói rằng chúng tôi đã phản ứng thái quá khi nói rằng IVF và quyền xây dựng gia đình theo ý mình bị đe dọa. Đạo luật này đã không giành được 60 phiếu bầu cần thiết để được đưa lên Thượng viện. Đảng Cộng Hòa cho rằng những biện pháp bảo vệ đó có thể phạm vào đức tin của một số người Mỹ, vốn tin rằng một số hình thức kiểm soát sinh sản cũng giống như phá thai. Rõ ràng là người Mỹ được tự do sống theo niềm tin đạo đức và tôn giáo sâu sắc của mình khi họ không xung đột với quan điểm chính sách của Đảng Dân Chủ. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã tuyên bố công khai vào tháng trước rằng ông sẽ không ủng hộ lệnh cấm kiểm soát sinh sản, sau khi những bình luận trước đó của ông dường như gợi ý điều ngược lại. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã đưa ra dự luật riêng của họ để mở rộng khả năng tiếp cận các biện pháp kiểm soát sinh sản, cho rằng Đảng Dân Chủ đang chơi trò chơi chính trị trong năm bầu cử. Từ Thượng viện đến Tòa Bạch Ốc, Đảng Dân Chủ không còn gì để tranh cử, không có chương trình nghị sự nào gây được tiếng vang với người dân Mỹ. Vì vậy, thay vào đó, họ đang gieo rắc nỗi sợ hãi nhân danh chính trị. Tỷ lệ cử tri nói rằng sẽ chỉ chọn một ứng cử viên cho chức vụ quan trọng khi những người này có cùng quan điểm với họ về việc phá thai đã đạt mức cao kỷ lục 32% trước cuộc thăm dò của Gallup công bố mới đây. Những nỗ lực cấp tiểu bang nhằm bảo vệ việc phá thai, tránh thai và thụ tinh trong ống nghiệm có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tỷ lệ cử tri Đảng Dân Chủ đi bỏ phiếu. Có một thực tế ở nhiều tiểu bang khác nhau, đó là quyền tiếp cận hoặc giới hạn quyền tiếp cận. Vì vậy, đây không chỉ là điều mà một số ít người được quyết định với tư cách là quan chức dân cử. Đây là quan điểm của công chúng và mọi người muốn tự mình đưa ra những quyết định đó. Chiến dịch tranh cử của Biden đã đặt quyền sinh sản trở thành trọng tâm chính, với việc Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành Phó Tổng thống đầu tiên đến thăm một phòng khám phá thai vào đầu năm nay. As an example of what true leadership looks like, which is to understand it is only right.